Happy New Year cả nhà, đẹp quá ha. Đầu năm mình đi ra biển chơi, tìm một chút gió biển và chút thiên nhiên của tạo hóa. Người ta đi ra biển rất là nhiều. Happy New Year chị Vân, đi hứng gió biển. Này nằm ở dưới Santa Cruz. Để em chỉ cho cái nhà mình biết là cái biển này là tên gì ha. Biển này nó gọi là Natural Bridge State Beach. Lần đầu tiên em tung tăng trên mạng em tìm được cái tụ điểm này. Em thấy nó đẹp quá. Mà lần trước đi ngang cũng bị hụt mấy lần, không có bật kinh, nên cứ bị miss qua cái tụ điểm này. Rất là đẹp. Đẹp ghiền luôn, nãy giờ em thấy người ta surfing quá chừng. Đó, ở trên đó thì có chỗ đậu xe, có một cái tụ điểm cho một người lai go, nhưng mà bữa nay chắc đầu năm em không thấy ai mở cửa ngồi lai go hết. Đó, mấy đứa nhỏ nó chơi cá. Đó, người ta cũng đem dù, đem lều ra đây nằm. Xung quanh đây là mấy cây khuynh diệp không á, cây khuynh diệp rất là cao. Rồi trên kia thì có nhiều cái bàn để dành cho picnic. Rồi trong khu đó đi hiking á, thì có cái butterfly trail á, là có rất nhiều con bướm bướm. Rồi có cái nhà vệ sinh rất là sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ. Rồi mình đến cái tụ điểm này nó thích hợp cho family ha. Chơi dẫn con nhỏ ra chơi cũng tiện. Nãy giờ em thấy cái biển này nó rất ngộ, có mấy cái con này, con cò hay con xéo gì đó mà cái chân nó bé xíu. Trắng xó đẹp ơi là đẹp. Đó thấy chưa? Chắc nó bắt cá, nó ăn, nó đi lang thang nè. Đẹp quá. Chào thầy Đức. Hello chị Yến. Chào chị Duyên. Đẹp quá. Đầu năm ra biển tìm một chút nắng ấm và thiên nhiên. Để gần với thiên nhiên. We love the ocean. Đó. Đẹp quá. Đẹp như vậy sao chịu nổi. Nguyên một cái giữa thiên nhiên mà nhìn giống như chiếc cầu vậy đó. Không có bàn tay siêu việt của đấng tạo hóa. Đó, surfing ở ngoài đó kìa. Đó, mấy cái đầu mà nhố lên chút xíu. Cái sóng ở đây rất là mạnh mà. Happy New Year cả nhà. Năm 2021 mọi sự sẽ tốt đẹp với cả thế giới ha. Chúc cho thế giới mình được bình an. Đẹp quá. Sóng. Người ta vẫn ở trần tắm biển luôn. Năm mấy độ vẫn tắm biển là tắm biển. Rồi, em khoái chỗ này rồi. Kéo quần xuống đây dài. Chỗ nào em đi rồi em cũng nói y can nha. Chỗ nào em đi em cũng khoái hết trơn. Bởi vì em lang thang ngoài biển riết luôn. Nguyên cái Bắc Cali này bao nhiêu cái biển em mò. Em mò rồi em cũng bò tới. Không về được Nam Cali thì em đi nát cái Bắc Cali. Đẹp quá. Đẹp lộng lẫy luôn. Quay lên cho cả nhà mình, ai ở gần thì tiện đường thì đi xuống ha. Còn nếu xa xôi quá thì coi này vui vui, từ từ có cơ hội sẽ đến Bắc Cali rồi là thám hiểm Bắc Cali. Bắc Cali có nhiều cái cảnh quá đẹp. Mà đôi khi đi làm có 2 ngày weekend cũng không có đủ á. Có gia đình có con nhỏ bận rộn quá rồi, cái chủ nhật thì lo nhà thờ. Thứ bảy thì tụi nhỏ đôi khi cũng học nửa ngày, là chỉ chơi được long weekend lâu lâu mới được đi. Còn năm vừa rồi là hơi đặc biệt, mình đi quá nhiều biển luôn. Rồi. Tung tóe đầu năm, sóng dâng trào như vậy là báo hiệu một cái năm cho mình tốt lành thịnh vượng đi. Đầu năm này có à, tuần này cả nhà mình có ai nhận được 600 của sở thuế bỏ vô chưa? Có 600 ăn Tết Tây rồi đó, Tết Tây Tết Ta luôn rồi đó. Bữa nay mùng 1 có nhiều người nhận được tiền trong nhà ban ngủ, vậy là thấy nhà ban tiền nó chạy vô, người được 600 mà ha.
600 là dành cho những người độc thân dưới 75.000 ha. Gia hai vợ chồng thì dưới 150.000 thì mới được nhận ha. Con dưới 17 tuổi, ai có con trên 17 tuổi không được nhận. Dependent. Người 600. Quá là sống mạnh luôn. Ôi da. Mình không có được đi coi đại nhạc hội, mình ra mình nghe nhạc biển, tiếng sóng biển làm nhạc cho mình nghe. Đó. Đi kiếm hoa trắng đại dương. Đó. Hoa này là đẹp nè. Bọt biển. Quá trình đẹp. Mấy em nhỏ ra đây chơi vui. Sáng có tiền vô là Happy New Year rồi phải không? Rồi sáng thứ sáu Happy Friday mùng 1 mà nhà băng không đóng cửa, nhà băng đóng cửa mà tiền vẫn vô là mọi người vui vẻ cả làng rồi phải không? Chờ tiếp đi, chờ tin vui tiếp. Làm gì làm chứ, thứ sáu là máu chảy về tim là ok rồi. Máu chảy về tim. Đó. Có 600 mình đổ xăng nguyên năm mình đi chơi được rồi ha, đi ngắm biển. Có tiền đổ xăng. À, quá là đã. Nguyên một năm vừa rồi không có tốn tiền đi Disneyland, Red America, không có đi xa đi gần gì được hết, cứ có nhiều tiền đi đổ xăng đi xuống biển là xong. Đi ngắm biển. Đổ xăng đi xuống biển. Đẹp không chị hai? Đó, Bắc Cali đó. Năm nay mới có cơ hội khám, năm vừa rồi ở nhà nhiều nên có cơ hội khám phá cái vẻ đẹp của Bắc Cali chứ từ xưa giờ bận rộn đi làm suốt rồi cái hè lễ lộc chạy về với Nam Cali miết. Đâu có thời giờ đâu mà đi nhiều cái bãi biển ở cái Bắc Cali. Đó. Mẹ đang livestream. Con phải lên đây with no hand luôn. Nè dạ, đó, cho anh quay mặt quá. Cho anh ăn bánh mì. Cho anh ăn bánh mì hả? Đó. Biển bây giờ ở đây business đâu có đâu, mở cửa get line mua đồ ăn cũng phiền, thôi ra mình đem sandwich cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Ra chơi tung tăng. Đi mua chả lụa cũng get like cả gần tiếng đồng hồ mua được mấy đòn chả lụa. Đẹp quá chị hai ơi, nãy giờ em mê mệt với cái bãi biển này rồi. Đó, cho anh ngồi cầm bánh mì cho anh ăn ngoài bãi biển. Có chừng nó sóng nó lên nó ướt cái khúc bánh mì của con đó. Có chừng nước biển nó đánh văng cái ổ bánh mì của con luôn đó. Đem bánh mì chả lụa. Quá đẹp luôn. Giống vịnh Hạ Long không? Vịnh Hạ Long có cái vẻ đẹp của vịnh Hạ Long. Cái này không có lạnh lắm thôi chị hai. Nó quéo quéo chân chút thôi chứ cũng không lạnh. Người ta tắm được kìa. Hồi nãy em cũng thò chân ở dưới em đi bộ một vòng rồi. Thì nó cũng hơi quéo quéo cái chân chút. Nhưng mà đứng trên bờ thì không sao. Còn nhúng nước biển thì hơi lạnh. Lạnh thì đứng lên phơi nắng tiếp. Nó mê biển bất chấp mà. Biển mỗi tuần luôn. Biển mỗi tuần luôn. Từ thứ hai đến thứ sáu mấy đứa nhỏ đi học, ba nó đi làm. Còn mình là canh ngày thứ bảy mình giọt. Canh ngày thứ bảy là mình năn nỉ ngủ mình chở đi biển. Không ra phạt. Bữa nào mưa quá thì nằm rút trong nhà. Còn bữa nào mà nắng ráo khô là kiếm biển giọt. Không ra biển thì ra phạt. Đi bộ quéo chân không sao hả? Thôi quéo chân là chuyện nhỏ. Quéo cái gì mới sợ chứ quéo chân là không sợ. Quéo rút lên rồi hồi đi bộ nó cũng ấm ấm rồi cũng ok thôi. Nhưng mà mùa hè hả, kỳ này mà mùa hè mà mình không được đi đâu nữa là mình sẽ xuống đây
mình có cái tụ điểm này rồi, bên cạnh Monterey ha, rồi mình sẽ lang thang mấy cái bãi biển kia. Mấy cái bãi biển mà ăn chơi đó là nó có bãi có bờ hết đó, giống như Pier 39 nó có cái đẹp riêng của nó, là nó náo nhiệt. Rồi Monterey những cái chỗ kia là nó ăn hàng, rồi nó gift shop nó lung tung lắm. Còn có những cái bãi biển á, là mình chỉ dẫn chai 6 múi đi thôi. Rồi có những bãi biển là dẫn model đi để ẹo qua ẹo lại chụp hình thôi. Rồi có bãi biển thì mình tắm, thành ra mỗi một cái tụ điểm là mình có một cái điểm hẹn riêng. Khi nào mình đi với 6 múi là mình sẽ đi những cái bãi biển để mình dạo với lại mấy bà tám, mấy bà điệu để chụp hình. Còn tắm á, thì tụi nhỏ nó thích tắm ở Monterey Carmel by the Sea đó. Trời ơi, chỗ đó nó sóng nó đánh vô cái lưng rầm rầm vậy đó, mà nó cũng không có biết sợ là gì hết. Nay mùng 1 mà nó dẫn thủ đem đồ biển đồ ra, nó mặc rồi nó chơi cát rồi, thấy không? Phe ta đóng chốt trên đây nè, thấy không? Đó, đoàn quân của phe ta nè, thấy không? Đem đồ nghề ra, thấy không? Đó, lạnh bất chấp. Với lại năm mấy độ rồi tụi nó chạy tới chạy luôn. Hồi là trong cái cơ thể của tụi nhỏ nó năng lượng nhiều dữ lắm, sung dữ lắm. Tại vì có nhiều người cho kẹo sô-cô-la ngay cái Christmas nè, thành ra bây giờ nó ăn xong rồi năng lượng nó sung quá, mà thành ra phải đi ra xả khí. 600 đủ tiền xăng một năm rồi, vô tư. Một tầng một bình xăng 52 tầng là 600 đủ tiền xăng đó. Xăng là xăng bonus để được đi biển ngắm đó. Quá vô tư. Đúng rồi, đi Disneyland mới tốn tiền chứ. Đi Disneyland á, có một bữa một ngàn rưỡi không đủ. Tiền Disneyland thì ghê luôn. Còn đi biển đâu có tốn tiền nhiều đâu, sợ. Đi biển chỉ tốn tiền. Cái biển này thì tốn tiền cổng 10 đồng steak phạt. Còn mấy cái bãi biển thường đâu có tốn tiền đâu. Nhưng mà cái chỗ mà nó chặt tiền thì đôi khi nó cũng sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ. Đúng không? Còn 600 là em xài một năm luôn, dành cho tiền xăng only. Từ nhà đến đây có 35-40 mai à. Rồi đi về có 2 galon à, 2 galon có 6 đồng tiền xăng à. Rồi vô tư luôn, hay ơi, 600 là em xài xả láng. Xài nguyên 1 năm dành cho đội đổ xăng không luôn. Quá đã phải không? Rồi ở dưới San Diego chạy ra biển cần sạch không chịu đi. Nói chưa? Ngày này không về San Diego nữa là mình có bờ, có bến để mình đáp rồi đó. Sao cái này xa quá vậy? Có thấy không, mấy cái con chim nó nằm ở trên cái đỉnh cầu nè. Quá đẹp luôn. Đẹp vậy sao chịu nổi. Đẹp vậy là em phải đi ra biển em phơi, thấy không? Em không thể nằm trong nhà được. Rạo rực lắm. Rạo rực. Vui cũng ra biển, buồn cũng ra biển luôn. Rạo rực không? Đâu rồi? Đó, thấy chưa? Đồ ăn của người ta mà để trên cái bãi biển nhiều là nó lợi, nó bay vòng vòng là nó kiếm đồ ăn đó. Đó, thấy chưa? Cái bãi biển này, cái cảnh này thì rất là đẹp, nhưng mà đi nó không có nguy hiểm. Nó đường đi nó cũng ok. Còn cái mé mà bên Santa Cruz Davenport á, đi xuống cái clip rất là nguy hiểm. Người lớn không có cách nào mà đi xuống được. Cái cầu thang nó thẳng đứng mà nó gỗ, mà nó có vẻ mục nát lắm. Rồi đi xuống một cái hòn đảo riêng biệt như vậy, chỉ có những người trẻ trẻ. Chứ còn bây giờ mình đi lên đây mình kiếm chỗ mình đi hiking. Ok, bye bye cả nhà.